rồi. Từ từ rồi nha. Nè nè nè. Một nụ hồng. Quá luôn không? Không tặng cho bạn này. Ê, em có lo không? Để tao coi mày làm ăn được không nha. Trời ơi là trời. Trời ơi. Ê, rồi xong. Đấy cô gái Việt Kiều. Việt Kiều lành ít chữ Kiều. Đó chị xuống vô qua nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Rồi. Bác lại bác học luôn. Đi trên dây. Chúng ta hãy nhìn từ phía bên đây. Ủa? Sao lên nhanh vậy? Hai đội chơi riêng biệt. Đội chơi trước và đội chơi sau. Dạ. Người đầu tiên của đội mình xuất phát. Nằm, nằm, nằm. Nằm lên. Nằm hả? Nằm lên. Đúng rồi, đó, bò, bò. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Bắt đầu bò. Bắt đầu bò. Người đầu tiên bò. Một vài bước chân thì người thứ hai bắt đầu xuất hiện. Ồ. Và nhiệm vụ của người thứ ba là vượt với người thứ nhất, vượt của người thứ hai, lấy được cái tấm thiệp 70 cây xuân, sau đó quay về lại vị trí ban đầu. Đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn, đội đó giành chiến thắng. Vượt quá hả? Xin hỏi đội mình hiểu không ạ? Hiểu chưa ạ? Dạ hiểu ạ. Xếp xây đây ạ. Ra cái gì? Ra cái búa. Búa. Ra gì? Bây giờ khoan, thắng đi trước. Thắng quyết định. Thắng quyết định. Định ok. Em ra gì? Em ra cái bao. 2, 3. Thiệt luôn. Thật thà quá trời. Không bao giờ chị thua ảnh không hoài. Nhép. Có bao giờ thắng được đâu. Thôi mà thôi. Thôi. Anh lại đẹp bô. Cho một lần. Cho một lần. Coi như bạn này cắt. Quyết định. Ai lên? Lên. Không sao chị cho ơi. Cho bé Ngọc đi thứ sợ gì. Chúng ta nên nhớ thời gian càng ngắn thì càng cơ hội. Té sao anh rớt xuống sao anh? Rớt xuống thì đâu? Rớt xuống đi lại từ vị trí số 1. Một người rớt hả? Một người rớt ai đi rớt lại hết biết. Luôn á. Đi lại từ vị trí số 1 là vị trí của Đinh Dương Lan Ngọc. Người bất kỳ rớt không? 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá trời, bé nó dễ dàng. Hai cái chân không? Hai cái chân không? Yến nhanh nào. Yến phải người là vượt qua tất cả. Thôi, vượt chứ, vượt chứ. Vượt đi. Vượt đi. Vượt chứ. Điện ơi, tôi nói rồi. Rồi. Đi lại từ đầu. Em cho, em cho. Hả? Em cố cho. Em cố gọn, em cố gọn, em cố gọn á. Chị ơi, nhớ đi. Đấy. Chị đèo cắt. À, đổi vị trí, đổi vị trí. Đúng rồi. Rồi xong. Đấy cô gái Việt Kiều. Việt Kiều lành ít chữ Kiều. Rồi chị xuống vô qua nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Bác lại bác học luôn. Đúng rồi. Đừng té, đừng té đi. Đừng té. Bác lại bác học luôn. Ngọc ơi, cố lên đừng có té. Bác tài bác lọc luôn quá trời dữ rồi trời đất ơi quá trời. Sao nữa? Quay lại. Làm lại từ đầu. Quay lại đó hả? Khi chúng tôi nói chuyện thì các bạn không nghe. Và nhiệm vụ người thứ ba là vượt qua người thứ nhất, vượt qua người thứ hai, lấy được cái tấm thiệp. Em còn nhỏ nhất phải là nhỏ nhất hả? Gọn nhất không? Không, cái người cuối cùng rồi dài dài nhất. Ừ, phải kèo kèo qua. Xin hỏi đội mình hiểu không ạ? Dạ hiểu. Hiểu chưa ạ? Dạ hiểu ạ. Rồi, bác tài phát lộc lần hai nè. Hả ơi, đừng có kèo qua đầu, tụi em không ngu á. Ủa, con đi học hả? Đi tiếp thôi. Ủa hả? Làm lại hả?
em đi chứ em ở đó. Anh ở đây rồi, đang cắn khúc giữa rồi. Tôi nói rồi, dính bùa rồi. Con này gãy luôn là da, gãy luôn. Ngân gãy luôn, bảo đảm. Không, gãy đi 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 đi, không sao đâu. Ngân gãy luôn, bảo đảm. Bà này gãy hoài luôn này nha, bà này phát tài phát lộc nè, rồi. Tới em. Đây nè, cái này, cái này. Gia đình hạnh phúc nè, rồi. Từ từ dí, từ từ. Bóc vô. Em nhớ nói câu cái gì đấy, em hiểu cái gì nè, gia đình đúng không, gia đình hạnh phúc nha. Rồi. Hạnh phúc. Gia đình phấn khởi. Gia đình phấn khởi. Đi đâu, đi đâu? Một người đi thôi đúng không? Đâu, từ vị trí số 1. Trời ơi, lâu lắm á. Trời. Má. Mình làm một phát được luôn hay dạ? Mệt quá. Hay dạ? Đi đâu, em đi. Rồi. Các bạn nên nhớ, quy định của chương trình là ở trên hai sợi dây. Không em ai đồng mình phải nặng liên tục. Mình làm sao để mà đồng lòng qua được thôi. Biết rồi. Biết không? Nhưng mà ngồi khó hơn nằm nữa. Vậy. Ngồi xích đu nó dễ hơn á. Ờ xích đu. Nằm đi mọi người, nằm đó. Đi để em đi cho. Nằm đi, nằm đi. Rồi đó. Nằm đi, nằm đi. Mà sao qua được? Có chừng chị tuột á. Rồi rồi, ngồi yên nha. Nè. Nằm xuống rồi. Nè. Đúng rồi. Không té nè. Yên, chị Yến nằm lưng xuống đúng rồi. Đó. Từ từ nha, Đi Ngọc, có chừng em bước qua đầu. Nữa, bị Yến qua đầu té hoài. Bà té bây giờ bị Yến. Trời ơi, công đức vô lượng. Rồi Ngân, lấy luôn. Quay lại. Về. Quay về mới khó. Rồi, bùa phát tác dụng. Cái này mà rớt mới đau nè. Bùa phát tác dụng này nha. Đó nè, đỡ nè. Đó. Trời hay quá luôn rồi. Kéo quá trời luôn. Cái thiệp mà rớt mới đau đầu đó nha. Về lại thì sao anh? Từ từ, bạn nói về là mình thành công. Bây giờ mới khó nè. Đúng rồi. Dễ rồi, khó gì nữa. Ủa Ngọc, em ngồi gì mà hai cái chân em đụng dưới đất luôn vậy Ngọc? Chưa té mà. Chưa té mà. Rồi. Nãy giờ anh đỡ nó lên. Từ từ. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Kéo lên kìa. Duỗi chân dài ra. Bộ sáng ăn nhiều lắm hả em? Đúng rồi Ngọc. Ủa, ăn nhiều lắm không? Ăn nhiều gì vậy? Ăn nhiều lắm. Mình gom chân, gom chân. Lên. Em phải lên chứ. Ủa em lên luôn hả? Tụi em có phải lên không? Không, chỉ có người đó thôi. Đừng nhúc nhích, nha cả nhà. Ủa sĩ gì vậy? Gì? Im, kêu im, kêu im. Rồi lên luôn Ngân, đúng rồi. Yeah. Okay. Mời ngay từ đầu này dễ hơn nè. Nặng hơn luôn. Mình đi trước đó. Phải có cái lực tay kéo á. Thời gian hoàn thành chúng tôi sẽ công bố sau. Bây giờ là đội Mạ Hồng, xin mời. Rồi, ok. Chúng tôi sẽ chờ đợi tiếng lực hồi nãy giờ. Treo hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Tôi ngồi trước đúng không? Để coi tiếng lực vượt qua thời gian bao lâu. Anh đây. Sức đu tiên đồng tiền cưới vợ. 3, 2, 1, go. Ôi. Đúng quá vậy, đúng quá kìa. Đúng quá vậy. Go. Chờ ông chú nè, coi ông chú nè. Ông chú là té chắc rồi. Đúng rồi. Té rồi. Đó, quá đơn giản. Ở đó rồi, anh ở đó rồi. Đó, anh nằm giống em đi, ở đây rồi hả? Ừ. Chúc chị dạ lên chị Đạt. Quá dễ luôn quá. Đó, quá dễ rồi. Cái chị dạ mà em mới khó nè. Đi đâu khó? Đạp lên bụng đi thôi chứ khó gì. Ê, coi chừng nó chùi nó mặt anh nha. Đúng rồi, đạp lên bụng anh Luật là đi dễ nhất. Em xin lỗi gì cha, hay quá. Kéo dây gần lại xíu Vinh. Em, trời ơi. Quá trời ngon luôn. Gì vậy? Kể từ thời gian ra 5 giây. Rớt cái nào ơi. Đi lại từ đầu nha. Bên đây mà chơi ăn gian là bên đây thua luôn nha anh Giang. Trời, giờ cũng thua rồi, có gì đâu. Ôi, không nhột hay gì ra. Trời gì kỳ vậy trời. Nhột hay ra. Đừng để ta đi, Trời ơi. 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 Trời ơi
từ 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 đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Thôi đi vào cầu trên đâu đâu dạ đâu dạ khoan gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Ủa dạ là gì vậy? Nó đứng dây, nó đứng dây bây giờ mọi người. Ông đứng đâu chắc đó. Thôi mà nếu như mặt tao cái tôi muốn ông chết thôi luôn á, nói thiệt á. Ủa đó, anh rụng đó, nhớ luôn rồi kìa. Dạ đâu, không dám đâu, nó cười mấy người. Mong chạm sàn coi, mong chạm sàn coi kìa. Anh rụng tích chạm sàn. Đó gì vậy? Bỏ ra coi, thì sao? Thưa quý vị thân mến, như vậy chúng ta có cần thiết với nghe thời gian không ạ? Phải nghe để biết cách xa bao nhiêu lâu là nhục nhã. Thôi thôi, không cần, không cần. 30 giây. Thôi mình chơi vui thôi mà. Rồi. Rồi đúng rồi đúng rồi. Không tặng cho thằng này. Hey, em có là thương đi. Đội của Ninh Dương Lan Ngọc, Võ Hoàng Yến và Thúy Ngân, thời gian là 4 phút 45 giây. Lam Vy Già, Tiến Luật và Trương Thị Vinh vượt qua thời gian là 2 phút 10 giây. Chưa được một nửa của mình nữa. Đâu sao đâu, 3 lần rồi. Đi đầu với Lâm Vinh Quang anh. 3 lần trò chơi này, 3 lần lận mà. Chơi không, đi đầu với Lâm Vinh Quang. Đúng rồi. Đi đầu với Lâm Vinh Quang. Trò chơi đầu tiên, đội màu hồng, Diễn Thắng. Yeah. Trò chơi đầu tiên, là Diễn Thắng rồi. Trò chơi số 1 chiến thắng rồi thì những trò chơi sau khả năng là thắng cao. Đúng. Còn đội màu xanh chúng ta đợi trò chơi tiếp theo cũng hấp dẫn không kém. Ngay bây giờ là trò chơi tiếp theo. Trân trọng kính chào quý vị đến với chương trình Bảy Nấu Cười. Quá trời vô. Tiếng trống trường vậy. Bây giờ chúng ta chia đội nè. Trời ơi nữa à. Mỗi người sẽ cầm một đầu dây. Rồi đứng ra xa, đứng ra xa. Rồi chia đi. Rồi đứng vòng tròn nhé. Rồi chia đi. Ngọc chia đi Ngọc. Thôi thôi, tay với Ngọc thơm lắm. Thôi. Tay của bé Ngọc bốc tầm 7-3 không à. Tay với tay anh thơm mà cưng. Phải không? Ở đây. Trời, như cô dâu vậy trời. Rối rồi. Từ từ nha, từ từ nha. Rối rồi. Hoa nào có đôi có cặp thì về với nhau. Hoa nào riêng lẻ thì về với nhau. Tập đi không đi vậy. Cũng phải đến lúc tiết lộ với tính thật của mình rồi. Đúng chưa vậy? Chúng tôi đã chịu đựng anh quá lâu rồi. Sợi dây hồng. Anh phải dừng phạt. Sợi dây hồng. Thôi vậy dừng lại đi. Đây chúng ta bắt đầu sẽ tháo nha. Lấy được một cặp hoa thì về chung với nhau. Những anh lấy được một hoa lẻ thì về chung với nhau. Ok. Hiểu vấn đề rồi. Anh hồ quá. Không biết ổn không? Về với anh nha. Rồi kéo, 2-3 kéo. 2-3 kéo. Em nào đây? Mấy ngày rồi anh Vinh. Rồi dạ ơi. Dạ. Vậy là ba cặp về với đây. Tại sao dạ. Để tôi đánh cục tạ này. Trời ơi. Ủa? Trời ơi bởi sạc. Như vậy là Olysi, Lan Ngọc và Tiến Luật một đội, Hà Thu, Lâm Lý Dạ và Trương Thị Vinh một đội. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho đội của mình. Đội của em mang tên là Gánh Nặng. Ai gánh ai? Em gánh anh Luật với lại anh Olysi. Trời ơi. Anh có chấp nhận không? Không, không. Tôi lấy tên nước ngoài được không bạn? Được.
Paris. What? Bé Hà Thu hát bài Phải lòng con gái bến tre. Đúng, hát bài đó rất là hay cho nên đội em sẽ lấy đội Ba Tri. Gì vậy? Ba Tri bến tre đó. Vô Tri đi chị. Ủa thì đội Ba Tri thì đội Ba Tri. Bà Thu chị, sao mình lấy Vô Tri đi. Không, anh lấy đồ Vô Tri mà thua người ta đâu không nói. Tại vì nói Vô Tri là thua là đúng rồi chị. Ủa thua em, ở đây chỉ em có hình phạt thôi, không ai nói cả em. Em chưa chơi em nắm chắc phần thua vậy. Ý là em chùi cho mình một con đường lùi. Còn mình thắng thì đó, Vô Tri thắng rồi mọi người ơi. Ai lấy chơi cũng khó khăn lắm. Thôi bây giờ bên đội mình đổi tên đi ạ. À, anh Olysee anh thích tên gì? Xong lấy tên ba bông hồng. Trời bông hồng. Đúng không? Okay. Anh, ở đây anh thấy anh Luật là giống bông hồng nhất. Bên đó ba bông hồng mình ba cái kéo đi chị. Mình cắt cái ba cái bông hồng đó. Em muốn cắt cái nụ này ghê luôn á anh Giang. Thôi đội em lấy tên đội đóa hồng đi. Đóa hồng rồi. Em nhỏ nhất. Em đặt tên đi. Anh tin là lần này em muốn xui đâu. Lần này có anh mà. Đóa hồng. Thì bên này là Dũng Bông. Dũng Bông. Cái gì trời. Rồi Dũng Bông đấu với lại đóa hồng. Vũng bùn và đóa hồng. Ngay bây giờ là trò chơi đầu tiên của bảy nụ cười. Quý vị thân mến, đây là trò chơi đầu tiên của bảy nụ cười. Trò chơi sau đây là cần sự phối hợp đồng đội. Hai đội sẽ chơi cùng lúc luôn. Sẽ có hai người cầm hai đầu dây, cầm ngay chỗ mà người ta làm dấu. Sau đó tự bút nước đổ đầy hay ít tùy mình lựa chọn. Rồi mình đi xích sắt. Rồi xong bước qua đây, chui qua đây, đổ nước vào cái thau kia. Rồi đi ngược lại. Đi ngược lại thì người còn lại sẽ thế vào chỗ và bắt đầu chơi. Nên nhớ chúng ta có 3 phút thôi. Đội nào càng nhanh thì càng có lợi. 3 phút dành cho trò chơi ba đầu. Đó, chơi vậy không à. Ý, coi chừng. Được rồi. Từ. Tập ngay chỗ cái điểm người ta làm dấu. Hai bên vậy nè. Đúng rồi. Ngay chỗ cái thằng kèo đó. Rồi, đi luôn em. Múc vô miếng nữa coi. Miếng nữa. Rồi, đi. Đi em ơi. Từ thôi. Rồi, đi. Nhanh lên nào. Nhanh rồi. Đi được anh ơi, đi được. Cắt gì vậy đó? Nhanh lên Thu ơi, cho em chậm quá. Hai anh đứng cân bằng lại cái thao một xíu. Từ thôi. Từ người hả em? Còn miếng nước nào đâu? Còn chứ em. Ủa, nghe cái cốt luôn kìa. Trời ơi, thua cân bằng. Tiếp. Anh Luật giúp cái này coi. Từ, anh đi ra còn khó mà cưng. Em giúp anh Luật thêm nước. Đánh gì vậy? Tay già dạ, mẹ vậy. Dạ. Anh cho cân bằng hai cái dây như hai bên cũng đang ngọc. Đây nè, cầm ra ngay cái vị trí được đánh dấu. Đây, em vẫn cầm nè. Cầm ngay vị trí được đánh dấu. Đúng rồi, đâu có. Anh già quá. Anh bị phát hiện giờ đó mà đúng rồi. Đúng gì vậy? Em, anh yên tâm, em không có ăn gian. Đi nhanh đi kìa, tôi thôi. Rộng cái sợi giấy đó dạ, cắn cái sợi giấy đó, rộng rồi. Ê, trời ơi. Mới chơi lần đầu mà ăn gian dữ vậy con gái hả? Đây, cắn thôi, cắn thôi, hai quên đó. Để thấp thôi chứ mắt gì anh đẩy cao vậy. Ủa là chơi gì sao vậy anh? Anh đẩy thấp thôi. Ráng em ơi, đổ vô. Ráng nữa. Trời
Trời. Dừng. Dừng. Chạy nhanh. Rồi đi anh ơi. Đi đi. Ủa sao bên kia đi không. Đi kia đi dành ai vậy? Đi đi. Không anh Lục vô đi. Anh Lục vô. Vô hay. Trời ơi Lục lên nhiều lên. Anh vịn hai bên dây nè. Đi đi đi. Thôi á hậu ơi. Mình cho anh nằm xuống dưới vậy. Rồi anh nằm xuống dưới đất được không? Đi. Đừng. Anh giật hai dây ra. Người trước người sau là được. Đúng rồi, đi. Cảm ơn Giang nha. Không có lẽ. Đi. Đừng có chừng nữa. Nhanh lên trời ơi, cố lên. Giật hai dây ra. Ê. Đổ. Giật hai dây rộng ơi. Á hậu ơi. Bước qua cái dây ra hậu ơi. Anh đi trước đi, anh đi trước. Đi. Hà, cái này xuống được không? Nhanh đi, á hậu ơi. Okay. Rồi, căng dây mới chết. Căng dây ra. Bắn cái dây bỏ ra. Bỏ vô. Kéo em về. Rồi, biểu diễn nghe cho hết giờ. Nè, đi Ngọc. Trời ơi, Ngọc ơi, là Ngọc. Người ta chạy về gần tới rồi kìa. Đấy, đủ. Anh nữa. Anh đi trước luôn qua kia luôn. Bơi. Đẹp lắm. Sao mà được? Anh dám được. Được, luôn. Chạy luôn. Lôi đi chị. Lôi đi chị. Nam. Lôi đi chị. Một, hay quá vậy. Ba. Làm gì mà té dữ vậy cưng? Anh Lục cố tình để cái dây cao lên cho em té. Anh móc luôn cái dây anh té trước em luôn á. Rồi chúng ta sẽ canh và vẽ cái này nha mọi người. Của mình chắc ít hơn bên kia. Ít hơn nhiều. Bên này ít đổ lắm. Bên này là thao đầy không à. Em ăn nó cái em cười. Anh sao á? Rồi chiến thắng là đội đỏ hồng. Và đội thua cuộc là đội buồn. Có ai có ý kiến thắc mắc hay là thách đấu gì không? Anh Tiến Lục muốn thách đấu với bé Hà Thu. Ủa tự nhiên, ủa sao vậy? Tự nhiên em dựng câu chuyện là vậy Ngọc hả? Em vô đây em thách đấu, vô đây đi. Tự nhiên em dựng câu chuyện đứng lên luôn vậy. Em thách đấu gì lắm. Okay. Ngày ấy cũng đến. Hai em cùng chà cái mặt xuống. Đứa nào chà xa thì thắng. Em muốn thắng đấu gì? Chà. Coi ai chuột xa hơn. Ai chạy đi lấy được cây bụi xanh này chạy về là đích. Sẵn sàng chưa? Rồi. Hai đứa đứng lên cái bụt này nè. Về cũng đúng lộ trình nha. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng mức của em đâu. Thu chiến thắng. Tuy nhiên phần chơi này vui thôi. Không có điểm gì cả.
Chị cứ nằm hoài á. Ý là thắng rồi đó, em thắng mà phần này chơi vui thôi. Là vui không ạ? Có vui không chị? Anh nói em nghe trò này vui và xui nữa. Và bây giờ là trò chơi Điệp Vion tặng tả ưu đãi 30% vé The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Đừng bỏ lỡ.